Kinh số 21 Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh Chi Khiêm Dịch. Phật nói, Kinh Phạm Võng 62 Tà Kiến. Nghe như vậy, một thời Phật du hóa tại nước Câu Ưu, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, có người ngoại đạo tên là Tu Tỳ và đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt đi theo Phật và chúng tỳ kheo. Ngoại đạo Tu Tỳ hủy bán Phật vô số điều và hủy bán Pháp chúng tỳ kheo. Đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thì lại tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng hết lời. Hai thầy trò cùng nhau tranh cãi, mỗi người một cách trái ngược nhau, thường đi theo sau mỗi khi Phật và chúng tỳ kheo được thọ thỉnh. Lúc này, Đức Phật từ nước Câu Lưu đến nước Xá Vệ, dừng chân ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Khi đó, các tỳ kheo hội họp tại giảng đường Ca Lê La cùng nhau bàn luận. Việc này như thế nào? Ngoại đạo Tu Tỳ và đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thường theo Phật và chúng tỳ kheo khi các ngài đi thọ thỉnh. Ngoại đạo Tu Tỳ thì hủy bán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng đủ thứ. Còn đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thì lại tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng hết lời. Đức Phật từ xa nghe rõ các tỳ kheo đang bàn luận về việc này. Ngài liền đứng dậy, đi đến giảng đường, ngồi xuống và hỏi các tỳ kheo. Vừa rồi các ông nhóm họp tại giảng đường Ca Lê La để bàn luận những việc gì? Các tỳ kheo bạch Phật. Vừa rồi chúng con nhóm họp cùng nhau bàn luận rằng ngoại đạo Tu Tỳ và đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thường theo Phật và chúng tỳ kheo khi các ngài đi thọ thỉnh. Ngoại đạo Tu Tỳ thì hủy bán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng đủ thứ. Còn đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thì lại tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng hết lời. Đức Phật dạy, lành thay, này các tỳ kheo, khi hội họp thường phải làm hai việc. Những gì là hai? Một là thuyết pháp, hai là tư duy. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, Pháp và tỳ kheo tăng, các ông chớ có sân hận, sanh tâm ý ác, buồn rầu thì mới tốt. Nếu có người hủy bán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng, các ông liền sanh lòng sân hận, sầu muộn thì bị suy thoái. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng, các ông chẳng nên vui mừng, cũng không lo sầu, cũng chẳng có ý hân hoan. Nếu chẳng như vậy, các ông sẽ bị suy thoái. Nếu lại có người hủy bán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng, các ông nên nghĩ, điều người kia nói không phải là lời nói thành thật. Đức Phật không có những việc như vậy. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng, các ông nên nghĩ rằng, thật có việc này. Vì sao như vậy? Vì kẻ biết ít, chỉ theo lời răn dạy không thể nghe nhiều, theo đó mà ca ngợi Phật. Các tỳ kheo hỏi Đức Phật, sao gọi là kẻ biết ít, chỉ theo lời răn dạy không thể nghe nhiều, theo đó mà ca ngợi Phật? Đức Phật dạy, người đó nói rằng, Đức Phật không sát sanh, không kiết sử thù oán, không cầm dao gậy, dạy người làm thiện, thương yêu tất cả chúng sanh, cho đến loài côn trùng nhỏ bé. Cũng không lấy tài vật của kẻ khác, chỉ muốn bố thí, tâm cũng nghĩ bố thí. Thấy người bị kẻ khác cướp đoạt thì thương xót. Thân tự hành thanh tịnh, không kết tội kẻ khác, tu phạm hạnh thanh tịnh, thích hạnh thanh tịnh,
không thích pháp ái dục xấu ác, cũng không nói dối, lời nói chí thành, thích sự thành thật không hư dối. Người thế gian đều tin lời nói của vị ấy, không có ý khác, cũng không vọng niệm, không nói hai lưỡi, trao truyền để người ta đánh nhau. Nếu có người tranh cãi thì hòa giải, khiến mọi người được an ổn, không chửi mắng, cũng không nói lời ác. Nói ra điều gì cũng khiến cho mọi người hoan hỷ, chỉ nói điều thiện, không nói lời lừa dối, nói lời rất thành thật đúng lúc, hành chánh pháp có nghĩa lý, nói lời dịu dàng. Không ngồi giường cao đẹp đẽ, cũng không trang sức hương hoa, không nghe hát múa, không uống rượu, cũng không đeo vàng bạc châu báu. Thường ăn đúng pháp, không ăn sai giờ, không nhận nô tỳ trai gái, không phá hoại lúa sống, cũng không nuôi gà, dê, heo, không có nhà cửa, cũng không mua bán ở chợ búa, không dùng cân đấu thước tấc để lừa đảo, xâm đoạt của người. Đối với dao gậy, đánh đập khủng bố người đều xa lìa. Thí như người ngoại đạo tham đắm việc ăn uống, vì để làm vậy, họ cất chứa nhiều lúa thóc để ăn, uống rượu, nuôi súc vật, y phục, thuốc men. Sa môn Cù Đàm đều không có những việc ấy. Thí như ngoại đạo, thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn thường làm những nghiệp si mê, mặc sức ra vào, bài bán ganh tị, chỉ muốn tự mình được cung kính. Còn Đức Phật thường xa lìa nghiệp si mê này. Thí như ngoại đạo, đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn ở trong làng xóm, tích chứa nhà cửa, lúa thóc, cây cối, hoa quả, vườn rau cải, tự lấy mà ăn dùng. Đức Phật thì xa lìa những việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn ngồi nằm trên giường cao rộng, cẩn vàng bạc, lấy vải vóc thêu hoa trải lên trên, rồi lấy nệm làm bằng các loại lông voi, ngựa, súc sanh, các loài chim bay trải lên tòa ngồi. Còn Đức Phật thì xa lìa các việc này. Thí như có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn hỏi nhau rằng: vua là thế nào? Giặc là thế nào? Binh đội là thế nào? Đánh nhau là thế nào? Đại thần là thế nào? Quận, nước, huyện, ấp là thế nào? Nữ nhân là thế nào? Dâm vật là thế nào? Nói toàn chuyện thế gian, nói chuyện ngoài khơi, chuyện biển cả. Còn Đức Phật thì xa lìa các việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn hành động hư dối, hiện ra vẻ thật, ứng hiện trong ngoài không phù hợp nhau, tỏ vẻ trong sáng để cầu tài lợi, thường tham ăn. Còn Đức Phật thì đều xa lìa kiến chấp si mê này. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi còn tranh cãi nhau, nói rằng: ta biết pháp luật, ngươi chẳng biết pháp luật. Ngươi là tà kiến, há có thể biết pháp sao? Ta là chánh kiến, còn ngươi thì ngôn ngữ trước sau điên đảo. Ta là chánh kiến, ngươi là tà kiến. Ngươi thua, ta hơn. Ngươi xấu, ngươi biên kiến, đến độ không còn thọ nhận lời nói của ta. Ngươi nên học hành mà có bảo nhiệm không? Đức Phật thì xa lìa quả báo của hàng súc sanh ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, thường chơi cờ xu bồ, bài bạc, còn nói: ta được ném thả vào túi, leo lên trụ, chơi cờ vua, đấu ngé, ném chén. Còn Đức Phật thì xa lìa các việc này. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà tắm rửa, dùng tạp hương xoa vào mình, tự làm đẹp, lấy gương tự soi, cầm dù lọng cao, mang giày da, búi tóc, dùng chuỗi ngọc. Còn Đức Phật thì đều xa lìa các việc như thế. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi
mà còn thường làm việc ác, nắm tay, đấu chân, dùng đầu mặt chạm nhau, đấu voi, ngựa, trâu, dê, đấu người nam, người nữ và trẻ em, đấu gà, heo, vịt. Còn Đức Phật thì đều xa lìa những tà kiến ác kiến này. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, xem tướng dao, giáo, cung tên, xem tướng nam nữ, lớn nhỏ, xem tướng voi, ngựa, trâu, dê. Còn Đức Phật thì đều xa lìa các việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, làm thầy thuốc cho đàn ông, đàn bà, con nít, làm thầy thuốc cho voi, ngựa, trâu, dê. Còn Đức Phật thì đều xa lìa các việc như vậy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, làm việc quỷ thần, may áo quần, làm thầy thuốc chữa mắt, làm thuốc cho phụ nữ mới sinh, làm chú cho người bị nhiễu loạn. Khi phụ nữ đẹp lui tới thì đọc thần chú cầm cỏ hóa thành đồ ăn ngon cho họ ăn, bèn dối trá bảo là đi tìm vật tốt để hóa ra y phục đen cho người mặc vào có thể bay được. Còn Đức Phật thì đều xa lìa những việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, cho người uống thuốc để nôn mửa. Đức Phật đều xa lìa các việc như thế. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, gọi khiến người đi tới chỗ này chỗ nọ, dùng chú thuật khiến cho gây lộn, kiện cáo nhau, cùng đánh đập người, giật ngã xuống đất, dùng chú khiến phụ nữ bị hư thai, lấy câu lau độc chú khiến bám vào tay người. Đức Phật đều xa lìa những việc này. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, cầm củi nhóm lửa, chú vào hơi độc của vỏ cây dẻ, hạt bồ đào để tạo ra khói, chú vào con chuột để cắn giết người, học chú thuật để biết người lúc nào sống, chết. Đức Phật đều xa lìa các việc như thế. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống. Một người nói sẽ có mưa lớn, một người nói sẽ có mưa nhỏ, một người nói lúa thóc sẽ được mùa, một người nói lúa thóc sẽ không được mùa, một người nói lúa thóc sẽ đắt, một người nói lúa thóc sẽ rẻ, một người nói sẽ có bệnh dịch lớn, một người nói không có, một người nói sẽ có giặc đến phá hoại nước này, một người nói sẽ có chết chóc lớn, một người nói sẽ có vua băng hà, một người nói sẽ có lập vua mới, một người nói sẽ có động đất lớn, một người nói không có, một người nói sẽ có nguyệt thực, một người nói không có nguyệt thực, một người nói sẽ có nhật thực, một người nói không có nhật thực, một người nói mặt trời từ đông qua tây, một người nói từ tây qua đông, một người nói mặt trăng tinh tú từ đông qua tây, một người nói từ tây qua đông, do đó mà có việc tốt xấu, một người nói do đó cho nên mặt trời mặt trăng tinh tú từ đông qua tây, một người nói do đó cho nên mặt trời mặt trăng tinh tú xuất hiện, một người nói do đó cho nên mặt trời mặt trăng tinh tú lặn, một người nói mây sẽ che mặt trời, một người nói mặt trời sẽ ra khỏi mây, một người nói mặt trời sẽ trong không có mây. Còn Đức Phật thì đều xa lìa những việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi
mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống. Một người nói, vua nước này sẽ qua tàn phá nước kia, vua nước kia sẽ lại tàn phá nước này. Một người nói, xe, ngựa, súc vật của người này ít, giải mộng cho người, dùng chú thuật khiến người không nói được, khiến người cấm khẩu. Vì người mà viết sách để được trả giá, kiểm nghiệm dùm người để được trả giá, phân biệt màu sắc tốt xấu để được trả giá. Đức Phật đều xa lìa những việc như vậy. Đức Phật dạy, Sa môn ngày ăn một bữa, chiều không ăn, ăn đúng giờ, xa lìa việc ăn phi thời. Đối với y bác, thực hành hạnh biết vừa đủ, ăn uống vừa no mà thôi. Có đi đến đâu đều mang y bác theo mình. Thí như con chim bay đi đâu cũng có hai cánh bên thân. Tỳ kheo cũng như vậy. Đối với áo quần, việc ăn uống, bình bát vừa đủ thì thôi. Dù đi đến đâu cũng mang theo y bác bên mình. Tỳ kheo cũng như vậy. Thọ trì, phụng hành lời răn dạy của hiền giả, tự quán thân mình, không có tranh cãi, suy nghĩ về đạo. Việc làm chân thật, thấy sắc không khởi tưởng, cũng không đấu chọi lẫn nhau. Người biến đổi mà mình vẫn nối chí tịch mịch không suy loạn. Các việc ác bất thiện không vừa lòng, không thể làm loạn tâm mình, luôn canh giữ con mắt. Đó gọi là tỳ kheo phụng hành giới phẩm của bậc hiền giả. Hiền giả như vậy, các căn tịch tỉnh, đối với bên trong không nghĩ về sự tranh giành gây loạn. Thức ăn lấy vừa đủ dùng mà thôi, không ăn nhiều cũng không ăn ít, vừa phải là được, thường ăn một bữa. Không thêm không bớt, nhằm nuôi mạng sống, chứ không phải để cho mập béo, chỉ muốn cho thân an ổn, không thọ khổ, có khí lực để tu tập. Nếu có tỳ kheo ở thời đương lai, nên dân giữ giới của bậc hiền thiện này. Thức ăn lấy vừa đủ dùng mà thôi, tư duy đạo, đầu đêm, cuối đêm hành đạo, niệm di diệu không lay động. Ban ngày hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, không nghĩ đến pháp ác. Đầu đêm hoặc kinh hành hoặc ngồi, nửa đêm nghiêng hông bên phải, hai chân chồng lên nhau mà nằm, ý tưởng luôn thức tỉnh, thường tưởng thấy sáng. Cuối đêm lại ngồi tư duy đạo. Lúc kinh hành thì không nghĩ đến pháp ác. Nếu đi vào quận, nước, huyện để khất thực, thì sáng sớm ngủ dậy, đắp y mang bát đi vào quận, huyện, ấp để khất thực. Đều gìn giữ các căn, thường nghĩ đến việc khất thực xong, để lấy cơm ra ăn, xong rửa tay, rửa chân, cất bát, liền vào chỗ vắng vẻ một mình. Ban đêm ngồi thiền, hoặc ở dưới gốc cây vắng vẻ, hoặc chỗ đất trống, hoặc giữa núi, trong hang động, hoặc trong nhà cỏ, chỗ hồ nước. Ngồi ngay thẳng, không liếc ngó hai bên, lìa bỏ sự si mê của thế gian. Ý niệm hành, không khởi ý ác. Lấy tâm từ thương xót tất cả mọi người, kể cả các loại côn trùng nhỏ bé. Ý cũng không nghĩ ác, trừ bỏ ái dục, xa lìa sự ham ngủ nghỉ. Thường nghĩ đến việc mau đạt được ý định hành, mà không nghĩ đến việc ngủ nghỉ. Trừ bỏ các tưởng do dự, không nói điều ác, cũng không nghĩ điều ác, trong lòng lặng yên, xa lìa sự nghi ngờ bên ngoài. Xả bỏ các tưởng về việc hành, chẳng hành các pháp ác, ý cũng chẳng nhớ nghĩ về các tưởng, trừ bỏ năm triền cái, ý trần lao. Thí như có người mang tiền đi buôn, làm ăn như ý. Khi trở về, trả được nợ cũ, lại thường còn dư, sinh sống đầy đủ. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Thí như có người lâu đã làm nô tỳ, nay được thoát khỏi thân nô tỳ, ra vào tự tại, tự nghĩ. Ta vốn làm nô tỳ, nay được giải thoát để làm dân. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Thí như có người bị nhốt trong lao ngục, gặp dịp ân xá được ra khỏi ngục. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng.
Thí như có người bị bệnh nặng, năm này qua năm nọ, bỗng gặp được lương y chữa cho lành bệnh, có khí lực, đi đứng ra vào, ăn uống bình thường. Người đó suy nghĩ, lúc xưa bị bệnh nhiều năm, nay được lành bệnh, lại có khí lực ăn uống ra vào. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Thí như có người đem vật quý báu đi qua đường hiểm, tài vật được giữ gìn rất an ổn, đến được con đường tốt. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Tỳ kheo cũng như vậy, xa lìa năm triền cái. Thí như người mắc nợ, đã trả được nợ, người bị cầm tù, nay được thả ra, người bệnh lâu ngày được lành, người làm tôi tớ, nay được về làm dân, như người qua đường hiểm, nay được thoát khỏi, trong lòng hoan hỷ. Đức Phật bảo, kẻ thiếu trí hoặc không đa văn mới hủy bán Như Lai. Đức Phật dạy, pháp mà ta hiểu thì thâm diệu, điều mà ta biết thì rốt ráo. Hiền giả đệ tử nghe như vậy, liền khen ngợi Đức Như Lai. Đức Phật nói, sao gọi đó là pháp thâm diệu mà ta hiểu rõ? Hiền giả đệ tử nghe pháp ấy, liền tán thán Như Lai. Đức Phật dạy, nếu có ngoại đạo, ở trong kiếp quá khứ, thấy sự việc quá khứ, với vô số đạo khác nhau, mà mỗi mỗi đều học hỏi các sự việc, biết các sự việc ấy đều ở trong 18 thứ kiến giải này. Nếu có ngoại đạo ở trong kiếp dị lai, thấy việc dị lai, học sự việc dị lai vô số học thuyết, mỗi mỗi rõ biết từng việc, thấy đều ở trong 44 thứ kiến giải. Người ngoại đạo kia ở trong kiếp quá khứ, thấy sự việc quá khứ với vô số đạo khác nhau, mà mỗi mỗi đều rõ biết việc đó, thấy đều ở trong 18 thứ kiến giải. Đó là có ngoại đạo hành theo thường kiến, thường vì thế gian mà thuyết hữu thường. Chúng được kể trong 4 kiến chấp sau đây. Đức Phật dạy, người ngoại đạo kia vì sao trong 4 kiến giải đều thấy là thường, tự thuyết giảng cho người thế gian về hữu thường. Ở đây có ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, hành thiền định, liền bằng tam muội chánh thọ như thế ấy, có thể nhớ sự việc trong 20 kiếp ở quá khứ. Người đó nói, ngã và thế gian là hữu thường. Vì sao như vậy? Tôi biết thời thành kiếp và bại kiếp quá khứ, nhưng không biết lúc thời thành kiếp và bại kiếp dị lai. Người đó liền nghĩ, biết việc quá khứ, hãy bỏ qua việc dị lai. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai, có ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, liền bằng tam muội chánh thọ như thế ấy, có thể nhớ được sự việc trong 40 kiếp ở dị lai. Người đó nói, ngã và thế giới là hữu thường. Vì sao vậy? Vì tôi không biết thời thành kiếp và bại kiếp quá khứ, nhưng biết lúc thời thành kiếp và bại kiếp dị lai. Người đó bèn bỏ qua việc quá khứ không biết, chỉ nghĩ đến việc dị lai. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, ở đây có ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, tinh tấn hành thiền, liền bằng tam muội chánh thọ như thế ấy, nhớ sự việc trong 80 kiếp ở quá khứ và vị lai. Người đó bèn nói, ngã và thế giới là hữu thường. Vì sao vậy? Vì tôi biết thời thành kiếp và bại kiếp quá khứ, nhưng cũng biết lúc thời thành kiếp và bại kiếp vị lai. Đó là kiến giải thứ ba. Thứ tư, ở đây có người ngoại đạo, tinh tấn tịch tỉnh, nhất tâm đoạn trừ hạnh ác, liền bằng tam muội chánh thọ như thế ấy, niệm căn tịch tỉnh, trụ nơi niệm si. Người ấy tự nói, thế gian là hữu thường. Vì sao vậy? Vì tôi không biết thời thành kiếp và bại kiếp quá khứ, cũng không biết lúc thời thành kiếp và bại kiếp dị lai.
Đó là kiến giải thứ tư. Điều được nói là có ngoại đạo nói thường, thấy thường, tự nói, thế gian hữu thường, đều ở trong bốn kiến giải này, không thể vượt quá. Như Lai biết điều đó, và còn biết điều vi diệu vượt hơn thế nữa. Cho nên Ngài không chấp trước. Nhờ không chấp trước, nên được giải thoát. Như Lai biết sự diệt tận của thọ do xúc sanh ra, biết nó từ đâu sanh khởi. Đức Phật thấy vậy nên không... Nam mô A Di Đà Phật.